Xin chào tất cả các anh chị. Clip này chúng ta sẽ nói chuyện với nhau tiếp về cái chuyên đề về mì tôm. Bây giờ nói chuyện với nhau là cái cách nào đó để chúng ta có thể chế biến và là sử dụng cái mì tôm á, để cho nó tốt nhất đối với chúng ta. Rất là tiếc là tôi đã ăn mì tôm gần 40 năm nhưng mà cũng chưa có ai nói với tôi một cách nghiêm túc về vấn đề này, và tôi quan sát là có rất là nhiều chúng ta không hiểu được vấn đề này, và chính vì lý do đó có thể dẫn tới cái tình trạng sức khỏe của chúng ta nó không tốt. Ok, có 5 bước để nấu mì tôm một cách gọi là bá đạo nhất hệ mặt trời ha. Ok, cái bước đầu tiên đó là chúng ta trụng nước sôi gói mì tôm, là giống như tất cả bình thường của chúng ta làm ha, đó là chúng ta trụng nước sôi gói mì tôm. Bước thứ hai đó là đổ bỏ cái nước đó ra ngoài, mục đích của nó là để loại bỏ cái lớp dầu mà người ta chiên cái mì bên ngoài của cái sợi mì á, bỏ cái lớp đó, bỏ cái lớp nước đó tất cả các anh chị. Sau đó bước thứ ba đó là chúng ta đổ cái nước sôi mới vào trong cái gói mì tôm, và sau đó là chúng ta tắt lửa để cho cái mì nó không bị nhão, có nghĩa là đổ một cái lớp, bỏ một cái nước sôi mới vào trong cái gói mì tôm. Bước thứ tư đó là chúng ta bỏ bột nêm vào, và cái khuyến cáo đó là sử dụng từ 1/3 cho tới 1/2 cái gói bột nêm thôi tất cả các anh chị nha, để nó giảm cái lượng muối và cái lượng phosphat ở trong cái đó, thì nó sẽ giúp cho cơ thể của chúng ta, cái sức khỏe của chúng ta đảm bảo hơn. Và cái thứ năm đó là chúng ta bỏ thêm rau, thịt, trứng vào trong cái gói mì tôm đó, để chi? Để cho nó đảm bảo các cái thành phần cân bằng, 6 cái thành phần ở trong các cái chất dinh dưỡng của chúng ta. Chứ nếu mà chúng ta ăn mì không thì carbohydrate không à, bỏ thêm rau vào để cho có chất xơ vào, bỏ thêm chất thịt vào, đạm vào. Ở trong cái đó thì trong rau nó có vitamin, nó có khoáng chất, rồi nước vào, thì 6 cái thành phần dinh dưỡng cơ bản nó sẽ được đảm bảo. Đó là cái cách nấu mì tôm đúng nhất, đơn giản đúng không ạ? Hơi mất thời gian hơn một chút nhưng mà nó sẽ giúp cho sức khỏe của chúng ta tốt hơn rất là nhiều. Tối nay về sẽ kêu vợ nấu theo cái phương pháp mới này. Còn nếu mà có điều kiện tôi sẽ nói thằng con trai tôi nó làm một cái đoạn clip nấu một cách đúng như thế nào. Ok. Bây giờ những cái sai lầm, 4 cái sai lầm thường gặp khi chúng ta ăn gói mì tôm. Cái thứ nhất đó là ăn mì úp vào thay cho cái bữa ăn sáng. Mì úp có nghĩa là lấy cái tô, bỏ mì vô, đổ nước vô, ẩy nắp lại, và gắn liền với cái thời học sinh của tôi. Và nếu mà ăn cái đó mà thay cái bữa ăn sáng thì đó là một sai lầm nha tất cả các anh chị ha. Cái thứ hai đó là ăn mì quá thường xuyên. Ăn mì quá thường xuyên thì bây giờ cái khuyến cáo mà sau khi tôi đọc nhiều tài liệu, nó chưa có một cái khuyến cáo chính thức, nhưng mà cái khuyến cáo đó là chúng ta ăn không quá 2 lần trong một tuần thì là còn có thể chấp nhận được. Còn nếu mà ăn trên cái đó được gọi là ăn quá nhiều, quá 2 lần trong một tuần ha. Cái tiếp theo đó là chúng ta không có thực hiện cái thói quen đó là ăn mì sống. Sinh viên và rất là nhiều bạn có cái thói quen đó là ăn mì sống, nó sẽ rất là không tốt cho sức khỏe. Cái chất béo đó nó sẽ làm cho rất là khó tiêu ha. Cái thói quen đó là thật sự là không nên. Và cái thứ ra nữa là ăn mì trước khi ngủ, cái điều đó cũng là không tốt cho sức khỏe tất cả các anh chị. Cái chất dầu mỡ ở trong mì á, nó nằm ở trong dạ dày, thật sự nó rất là khó tiêu. Sau một đêm vậy á, thì nó làm cho cái dạ dày của chúng ta nó không tốt. Đó là bốn cái sai lầm mà chúng ta có thể dẫn tới sai lầm khi chúng ta sử dụng mì tôm ha. Ok, mì tôm gắn liền với ký ức. Mì tôm là một sản phẩm, một cái thức ăn thực sự rất là gần gũi với Việt Nam của chúng ta. Bỏ chắc chắn là không được, nhưng mà vấn đề là chúng ta hiểu đúng nó, ăn đúng nó, và cái gì quá nó cũng không có tốt, sử dụng một cách vừa phải, điều đó vẫn tuyệt vời trong cuộc sống. Chắc chắn là tối nay tôi sẽ ăn gói mì tôm. Bởi vì sao? Cả tháng nay tôi chỉ mới ăn có 2 lần thôi, đảm bảo tiêu chuẩn không quá 2 lần trong một tuần. Ok, ngày hôm nay tuyệt vời đúng không ạ? Và chúng ta sẽ gặp lại nhau vào ngày mai.